Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tháo từ khí của cái vô lăng G. Bởi vì G series ở Việt Nam bây giờ rất là nhiều à, nên là để mà tháo cái túi khí này, không biết cách tháo thì cũng rất là khó. Không biết cách tháo thì nó cũng rất đơn giản. Và hai nữa là nó không bị rách cái phần da ở dưới, nó mất thẩm mỹ à. Thì công cụ chuẩn bị bao gồm là một vô lăng và một cái T20 đầu bằng ấy. Bạn nên lựa đầu bằng, bởi vì cái đầu bằng thì nó sẽ dễ dàng hơn trong cái việc mình tháo cái túi khí này. Bạn lưu ý là ở hai bên sườn của hai cái vô lăng phía trong nòng thì có hai cái lỗ đấy, mình sẽ chọc vào hai cái lỗ đấy để gảy cái túi khí ra. Đây, em mới quay lùi lại đây thì em quay vào sát cái phần trong này. Đây mình chọc vào đây. Mình chọc vào đây nhé, thì mình sẽ đẩy cái lẫy nhựa này. Đó, đẩy. Anh không? Không, anh nghèo thế. Đó, rất là đơn giản. Các bạn nhìn nhé, đây là, đó, mình chọc thẳng là mình gầy. Lưu ý là chọc chọc thẳng thì sẽ không bị đi xuyên ngang, xuyên dọc, không bị rách túi khí. Chỉ cần chọc thẳng thôi, ok. Ok em, ok.